Chào anh Lâm. Ô Long. Dạ. Chào em. Dạ. Khỏe không em? Dạ em khỏe anh. Có dịp em ghé thăm anh. Với lại em cũng có chuyện muốn nhờ anh. Thật ra chuyện là em với bạn gái em quen nhau được 3 năm á. Thì cũng sắp tới ngày kỷ niệm 3 năm quen nhau. Bây giờ em đang không biết là em nên tặng món quà gì đó nó ý nghĩa em mà lấy lòng bạn gái em. Thì nhờ anh tư vấn. Wow. Em làm anh tưởng một chuyện gì rất là quan trọng và nghiêm trọng luôn. Cái chuyện mà nhờ tư vấn về trang sức đúng không? Sở trường của Kỳ Lân Luxury là sở trường của anh. Anh sẽ nhờ một bạn nữ xinh đẹp lấy cho em một cặp nhẫn mang ý nghĩa gắn kết giữa hai bạn lại. Và mẫu này rất đẹp mà bạn nữ đem lên cũng rất dễ thương nữa. Ok em. Okay. Em ơi. Dạ em gửi anh. Wow. Sao? Sao im sao? Ôi. Nhìn nhẫn anh nhìn gì? Hay là không ấy em mua chiếc thêm tặng cho bạn ấy? Ôi. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.